Xin chào tất cả anh em, tôi là Toàn, Toàn 360. Trong thời gian sử dụng chiếc lắc tay khóa hộp này thì cũng không thể tránh khỏi bị lỏng hay chặt khóa, thường là lỏng. Thì hôm nay Toàn sẽ hướng dẫn anh em cách chỉnh lại khóa hộp sao cho độ chặt cho nó phù hợp. Thì để chỉnh khóa hộp, đây là đang là vừa rồi, bây giờ Toàn sẽ chỉnh cho nóng ra, thì chỉ cần chỉnh cái lẫy này bẻ ra phía bên ngoài để một chút. Đây đây là đã rất nóng rồi, còn khi cần chỉnh chặt lại thì chúng ta sẽ cần nằm ngược lại, bẻ cái lẫy này ép vào trong một chút, bẻ về phía này, tay giữ đây, bẻ một chút này vẫn hơi nóng thì chúng ta sẽ bẻ thêm. Đây, chúng ta chỉ căn chỉnh chiếc lẫy này sang bên ngoài thì một chút thì nó sẽ lỏng, còn vào trong thì sẽ chặt. Thì anh em căn chỉnh sao cho phù hợp, không lỏng quá và cũng không chặt quá. Ok, đây như này là ok rồi. Vâng, nếu thấy video hay thì nhớ like, ấn đăng ký kênh để Toàn có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.